Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, và hello, và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Beat đấy bạn ơi. Và ở trong video trước thì các bạn cũng đã được coi một cái video, đấy là Mr. Beat mở ra chó thiên thần và chó ác quỷ rồi, hai cái video liền. Và tất nhiên là mình đã gọi là cố gắng bỏ bom cho anh em trong video trước để bắt anh em phải chờ đến video này. Ê, sao người ta gọi đấy là nghệ thuật YouTube của một số ông cơ, mình bên dưới sẽ bảo vì không văn hóa đâu mà sao cái đó. Sao mà đó được. Ok, thì tất nhiên là trước khi bắt đầu video này, anh em nhớ cho mình một like, một subscribe, đừng quên ấn vào cái chuông và chuông thỏa tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một video nào mỗi khi mình ra mắt luôn nha anh em ơi. Và nói chung là không sao cả, dù nói ngược nói xuôi thì dù sao video này thì anh em cũng đã chờ được rồi. Và ngày hôm nay thì nhiệm vụ của tôi đấy chính là sẽ show cho anh em xem cái cánh thiên thần và ác quỷ, một trong những cái cánh hiếm nhất, một trong những cái cánh đỉnh cao nhất và VIP nhất trong Play Together, cực kỳ ít người có luôn. Và ngày hôm nay thì anh em sẽ được thấy mình đã sở hữu, anh em ơi, sau một thời gian có làm thì mới có ăn thì tôi cũng đã có ăn ế. Và tất nhiên là tôi nói chung là trước khi mà tôi mở cái đấy thì tôi sẽ phải gọi là show up cho anh em xem nốt mấy cái con pet của tôi. Thì hôm nọ do là mở ra được một đống pet anh em nên là bây giờ tôi đang bị gọi là dư pet rất là nhiều, nên tôi sẽ quyết định là tôi sẽ cất bớt nó ở nhà nha anh em ơi, chứ tồn vác hết trong người thì chắc là mình không biết là mình vác bao nhiêu con cho nó mới đủ, bởi vì hiện tại là pet ở trên người mình nhiều lắm. Chúa theo dòng sông trôi xa. Ok, mình sẽ bỏ bớt một vài con ở nhà để cho anh em gọi là thưởng lãm nha, để cho anh em nào mà nhà không có pet thì đi qua hít cái để ngửi thì cái mùi dầu ấy. Ôi, mùi điểm quá. Coi là mình nói đùa anh em đừng giận mình nha, không em giận mình chết dở anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái con pet mà mình đang mang trên người xuống và bây giờ mình sẽ cất một số con pet ở trên người mình đi. Những cái con pet nào mà nó thuộc là pet mà mình đã nâng lên cấp 2 rồi thì mình sẽ bỏ nó vào trong này nha anh em ơi. Ok. Thì nói chung là tranh thủ cho anh em lướt qua cái kho pet của mình. Thì nếu mà bảo là mấy cái con pet cấp 2 á thì mình đang có rất là nhiều. Một trong những con mình cầm nhiều nhất mà mang đi theo người là con thỏ ngáo nha anh em. Ok. Và hiện tại thì tôi đang có một con ở bên này thì tôi đang có một con chó bướm. Thì con chó bướm này nó cũng là một con cấp 2, nhưng mà hiện tại là nó là cái con mà màu xanh lá cây nên là nó không được đứng ở bên trên mà nó đứng tuốt ở bên dưới anh em ạ. Đây con chó thiên thần đây. Mình sẽ bày luôn cái con chó ác quỷ đứng bên cạnh nha anh em, chó lạp xưởng. Ok. Mình sẽ bày cả hai con này ra. Và bên cạnh này thì của mình thì hiện tại là mình sẽ để những cái con nào mà cũng là pet cấp 2 nhưng mà mình rất là ít khi dùng. Ví dụ như là ở đây mình có một cái con thỏ ngố này. Ok. Và mình sẽ bỏ luôn cả cái con có một con thỏ nữa. Thì cái con này là ngày xưa thì mình quay cái video mà thay trang phục cho thỏ ngáo anh em. Thực ra đây nó là một cái con thỏ màu xanh anh em, và mình còn một con thỏ xinh nữa, mình cũng sẽ bày nó ra đây luôn nha anh em ơi. Đấy, nói chung là pet cấp 2 mà không mang theo người mà tức là ít dùng ấy, thì cất bớt vào trong này để cho anh em gọi là đi qua gọi là nhả vía cho anh em nào mà chưa có mấy cái con pet này thì nhớ là cố gắng là nâng cấp nó lên đi nhá. Chứ bây giờ thời buổi 4.0 rồi, 2014 mà vẫn chưa có một cái con pet tử tế thì buồn của anh em luôn ấy. Ok anh em, vậy là mình đã có mấy cái con pet cấp 2 và mình đã để nó ở đây rồi. Và mình sẽ chạy ra phía khu vực bên ngoài này. Và bây giờ thì hiện tại là trời cũng gần sáng thì mình sẽ cố gắng mình tranh thủ mình chăm sóc cho được pet của mình. Mình đang nuôi rồi, mình đang nuôi 3 con chó để mình tiếp tục là từ bây giờ thì mình sẽ cố gắng là nuôi nhiều pet cấp 2 hơn bằng cách là mình nuôi tay nha anh em. Chứ còn chơi hệ tiền thì tốn quá anh em ạ. Ở nhà bố mẹ cầm lưng nuôi ăn học con ngồi làm đêm phát hết tầm khoảng mấy triệu chỉ vì một con chó khổ cổ thế không biết anh em mình bắt chước tôi nhá. Ok. Tiền đâu nuôi chó nuôi mèo, lấy tiền bà nội nạp tiền phai phai. Bây giờ thì nói chung là không câu giờ nữa, thì bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài bãi biển. Bởi vì là cái cánh này nó rất là đắt nên là anh em đừng trách vì sao tôi câu giờ anh em. Bởi vì mở cánh ra thì nó chỉ mất có khoảng đâu đấy là vài giây thôi, nên là mình phải chọn cái khoảng gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thời tiết phải ủng hộ con người thì mình mới mở ra được nha anh em. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ phi ra khu vực bãi biển đấy, đứng ở ngoài biển cho nó trời gọi là trời quang mây tạnh, không khí nó gọi là deep xịt một tí, rồi mình mở cái cánh đây cho anh em coi nhá. Ok, editor chuẩn bị cắt qua cảnh bình minh này. Ok, 3, 2, 1. Ok anh em ơi, trời sáng rồi, sáng lưng từ bừng rồi anh em ơi. Và bây giờ thì mình sẽ chính thức là mở cái cánh đấy ra. Nói chung là giây phút này anh em chờ đợi cũng đã lâu rồi đúng không? Ấy xa, bây giờ mình sẽ cho thỏ ngáo ra nha. Và mình sẽ để cho con thỏ ngáo nó chứng kiến cái giây phút mà mình trở thành một người ý xa, bước sang cuộc sống giàu có nha anh em ơi. Ok, mở nào. Ê thỏ, hôm nay tao có cái này hay cực. Ê thì đây, sao tự nhiên hôm nay mày lại bảo là mày một bước trở thành người giàu là như thế nào? Tao thấy mày đồ mặc vẫn như thế mà mày đâu có mua được cái gì mới đâu. Mà tại sao mày lại nói là một bước mà trở thành người giàu được hay anh? Mày mới trúng số. Trúng số đâu mà trúng số, trời ơi trúng số cái gì, mày không xem hai video trước của tao à? Đúng là thỏ ngáo là fan phong trào của Mr. Việt anh em ạ. Chứ còn fan cứng của tôi với cả fan bê tông ấy, biết đấy là tôi sẽ vừa mới quay hai video mở ra một con chó thiên thần, một con chó ác quỷ để làm gì? Ý sẽ để sở hữu chiếc cánh VIP nhất, đặc nhất trong Play Together chứ làm cái gì nữa? Ấy xê. Cái gì cơ? Cánh VIP nhất, đặc nhất trong Play Together hả? Ủa, có hả? Ê tính là gì đây? Tao đâu có biết cái cánh VIP nhất với cánh đắt nhất là cái gì đâu. Tao mày nói cho tao nghe coi, sao tao chưa thấy có cái cánh nào mới ra mắt ở trong cửa hàng nhá. Ngu dốt.
cánh ra mắt ở trong cửa hàng thì còn gì là cánh VIP nhất nữa trời. Cánh này không phải là muốn mua là được đâu, mà thậm chí là phải bỏ công ra rất nhiều tiền mới có thể mua được đấy, chứ không phải là muốn mua ngay lập tức mà có gọi là vài trăm kim cương là mua được đâu. Ok thôi rồi, mày đứng im, cùng với tất cả các bạn khán giả đứng im. Đây, mình sẽ show cho các bạn xem nhà thỏ ngáo. Mày sẽ chỉ được chứng kiến điều này một lần trong đời thôi. Thì là cái gì mà mày làm tao tò mò chứ, mày mở thì mở luôn đi, mày im cho đấy nhỉ. Từ từ bình tĩnh, cái phút giây tuyệt vời nó chỉ đến có một lần thôi, cho một tích tắc thôi là phải bình tĩnh. Ok anh em, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần bộ sưu tập S. Sao chúng ta ôi chưa kịp kéo xuống và nó đã hiển thị ngay trên đầu. Ôi nhìn này, cảm thấy bốc lên mùi sang trọng nhỉ. Ấn nhá. Ê đừng bảo là tôi làm hết nhiệm vụ xong cuối cùng cái cánh của tôi đã bay màu đấy anh em. Cái thứ gì gọi là không hợp lệ đây? Cánh đâu? Cánh của tôi đâu? Alo? Ủa cánh đâu ta? Ủa sao lại yêu cầu không hợp lệ à mọi người? Từ từ chết rồi, quay video vào đến giờ phút này mà không hợp lệ không được, không thể nào mà bừa bãi như thế được. Anh play tôi bây giờ ơi, từ. Ủa em hoàn thành rồi cơ mà alo? What the hell man? Tại sao lại như thế nhỉ? Không lẽ là mình bỏ ra mấy triệu Việt Nam đồng? Cuối cùng là con cái gì đó mọi người? Ủa? Cái gì à? Alo? What the hell? What is this? Hy vọng đây chỉ là lag thôi nha. Mình hy vọng đây chỉ là lag thôi nha mọi người. Cái gì? WhatsApp ở đâu? Cái gì? Cắt ở đâu? Ok, nhận. Ui mày, đây nó lag anh em ơi. Tôi mà tưởng quả này mà nó mà lỗi cho tôi chết anh em ơi. Ok mọi người ơi, chúng ta đã đổi được cái cánh rồi. Mình sẽ phải chụp lại cái khoảnh khắc này. Mình thề với các bạn luôn là mình đã phải mất tiền để mở cái cánh này thôi. Bác Play Together còn chơi mình một quả đau tim gần chết. Không vui, không hài hước, không funny tí nào hết. Không có cái gì ở đây gọi là funny hết anh em. Ok, mình không thể chờ đợi phút giây được đeo cánh vào. Ê sợi, ôi cánh thiên thần và ác quỷ nhìn nó cháy chưa mọi người ơi, nhìn nó khét này mọi người. Ui, quan trọng là gì? Quan trọng là nó hiếm anh em ạ. Cái gì của hiếm nó mới là cửa VIP và rồi mắt anh em hiểu không? Đây, nó đắt là đắt ở cái chỗ đấy, chứ còn chưa chắc là nó đã hợp gọi là thẩm mỹ với nhiều người đâu. Nhưng mà vấn đề là nó hiếm anh em hiểu không? Trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ mặc một cái bộ đồ nào đấy gọi là signature một tí nhá. Giờ mình sẽ mặc được. Chết rồi, cái này thì lại phải đeo cái áo choàng nó mới VIP à? Không được, nếu mà đeo áo choàng thì nó lại không đẹp. Đây mình sẽ đổi một bộ đồ khác nhá. Ôi, bây giờ đến cái tiết mục thời trang này. Đau đầu quên anh em ạ. Cái tiết mục này là hơi bị căng thẳng đấy, làm sao để mặc một cái bộ đồ nào mà mặc vô một cái là nhìn trông nó gọi là ok này. À ok, bây giờ mình sẽ mặc cái bộ đồ gì vậy ta? Thực ra là mình rất thích mặc cái áo học sinh này, nhưng mà khi mặc áo học sinh thì nó trắng quá, nó không làm nổi bật lên được cái cánh, nên mình sẽ đổi sang một bộ khác luôn nha anh em. Mình nghĩ là mình mặc với cả cái bộ màu vàng của mình là nó sẽ nổi nhất luôn rồi anh em ạ. Thực sự là cái bộ màu vàng này là trông nó khét nhất luôn rồi, chứ còn bảo đổi bộ khác thì mình cũng chưa biết là bộ nào nó sẽ phù hợp với cả cái áo của mình nữa. Mình sẽ thử ngắm một vòng nha. Và các bạn nhớ là vừa xem mình thay đồ, các bạn vừa comment xuống dưới để xem mình là để mình có thể đóng góp cho mình lời khuyên xem là nên chọn bộ nào là nó sẽ phù hợp với cả cái outfit này nhất nha anh em ơi. Sau một hồi nghiên cứu và ngắm ấy, thì cuối cùng mình nghĩ rằng là cái bộ outfit này vẫn là một cái bộ ok nhất anh em ạ. Bởi vì bộ outfit này của mình hiện tại nó đang là màu trắng đen, và hiện tại là mình mặc cái bộ này thì nó nhìn trông rất là khét luôn, và nó cực kỳ hợp với cả cái con nhân vật của mình. Mình sẽ thử chỉnh người nó cao lên nhá. Ồ, cái cánh của mình không biết là nó có to ra không ta. Cái cánh của mình nó vẫn như thế anh em ạ. Chỉnh người to lên thì cái cánh nó vẫn nhìn nó vẫn như thế nha anh em. Nhưng mà nhìn cao lên thì trông nó có vẻ thanh cảnh hơn, nhìn nó có vẻ gọi là pháp sư hơn, nhìn nó VIP và rồ mắc hơn nha anh em. Ok, hiện tại mình đã có cái cánh thiên thần và ác quỷ, một trong những cái chiếc cánh khét nhất của Play Together rồi anh em ơi. Và cái bộ outfit của mình thì nói chung là nhìn trông nó cũng khá là phù hợp. Mình sẽ thử mặc một cái bộ outfit khác nha, để xem nó có hợp với cả cái tập đoàn mà Ducky vịt con của mình không nha anh em. Ok, đây anh em Ducky nhớ mặc nhảy với tôi nha. Ok, mình sẽ thử mặc bộ này. Đấy, ok, đội cái mũ này, xong rồi mình sẽ đi một cái dép hình con vịt. Đấy, cái bộ này thì thực ra là đứng cao cao lên nhìn nó cũng cháy đấy, nhưng mà vấn đề ở chỗ là tùy cái sở thích mỗi người thôi. Bởi vì là có người thì thích gu gọi là phải là ngầu, còn có người thì thích gu gọi là trông cute một tí thì sẽ là ok hơn. Nói chung là tùy các bạn thôi, mỗi người một khẩu vị nha anh em. Đây, đeo thêm một cái kính màu vàng nữa là khét luôn này. Ok, đấy, đeo một cái kính màu vàng nữa là chuẩn bài. Rồi ok, thì hiện tại là mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái nhân vật này đi. Thì đeo cái cánh này vào thì nó sẽ làm nổi cái cánh của mình, còn cái bộ outfit kia thì nó sẽ khiến cho nhân vật của mình trở nên ngầu ngầu hơn. Ok,
Đấy, trời ơi, một trong những cái cánh mà hiếm nhất luôn. Đố các bạn nhìn thấy người nào đeo cái này. Thực ra bảo không có thì không phải đâu, cũng sẽ có đấy, nhưng mà mình chắc chắn với các bạn là rất là hiếm đúng không anh em. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu như thích video nhớ cho mình một like, một subscribe, và đừng quên ấn vào cái chuông và chuông thông báo tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một cái video mới khi mình ra mắt nữa nha anh em ơi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Mình đã mất rất nhiều công để sở hữu được chiếc cánh này, các bạn chỉ việc like và subscribe thôi. Lần sau có đồ hiếm nào tôi review tiếp cho anh em xem nhá. Bye bye.